Chơi đi bắt cá. Ồ, bạn bắt cái gì dữ trời. Kiểu này thấy hồi nãy giờ tôi đâu thấy mẹ. Tôi hết ăn cá rồi. Cái này chắc khó giữ à, khó dính dữ à. Vô đập lui cái. Ủa mà dưới có chà sâu không? Quá. Có chà rồi sao dính? Có cây mà. Trời ơi, chừng mười mấy mét lận. Sâu quá hơi chua. Ủa, à. Mẹ âu quá chạy mà mười mét. Đây mà gặp bình thường á, bình thường. Này giỏi lắm là 3 mét là dữ. Trời ơi, mười mấy mét lận có tới đâu. 3 mét. Kéo lên không anh? À dính luôn hả? Dính cây luôn hả? Thôi chết cha rồi. Có dính không? Lấy gương bọc. Đụng miếng cá. Bây giờ chị đang khỏi tắm đi. Nỡ hơi mệt. Cũng được ít đó anh. Thay nữa. Để đeo cua rồi. Rồi kiến quá trời luôn. Gô phi thì được 1, 2, 3, 2 con, 3 con. Nè, vô cái này nè, không vô này. Cái đó đấy. Không đâu. Đi lên đấy. Không là dính chắc cũng nhiều à. Đây, phúng phúng gửi cá đấy. Mà chín. Đây còn lậm nhặt. Chín kho được. Ai mà mới nhậu xong nè phải không? Đây. Cái đôi. Kiếm mồi nữa hả? À, coi. Đó, con đó coi lạc đã lắm. Đây lục bà nè đi. Bút lên cái à. Đẻ con nào. Được có mấy con à. Ừ, từ từ. Ừ, để người ta vũ vũ tới nó. Vũ người cũng xui. Ở đây sao cái mà cá đầu kiến dữ quá trời luôn. Ừ. Cá đầu kiến ở đâu cũng có nữa. Ồ. Chó má được tụi mình ăn. Rồi, đi trồng ngâm. Wow, wow. Ủa bắt cá con kiến luôn hả? Ừ, bắt luôn. Kệ ông quăng bỏ gì vậy? Ê, quăng vô vỏ cho mày, thôi quăng ở dưới. Quăng qua đây đi làm gió. Nhắn nó đạp cái vô vỏ chứ nè. Gai nó bén à? Ừ. Con để ngay góc cũng được. À, qua đó. Cho không? Ừ, cho. Mấy con này mới mập mập này, mặn mấy con này nó hơi nhỏ. Giữa con này, giữa con này, giữa con này. Nó xử mạnh sao? Còn lớn. Nhìn có trứng luôn. Này đây khoảng năm coi. Bự lắm á. Bự lắm. Qua năm còn bắt con mới lớn nè. Qua năm không không còn cá mấy con cá kia ở đâu còn nữa ở không. Ừ, nó quậy bay hết mấy con kia rồi. Để cho hết cá. Còn chứ anh, nãy quăng đại mà cũng dính mà. Lát ấy còn chạy bơi bơi dạt dạt mấy cái bèo ra chơi. Trời ơi, có thư không? Không, cái này dò, đi xuống dò ba cái ấy trước. Rồi hả quăng, quăng nó dính dưới. Nó biết đâu, tại quăng đại. Đó. Dính chán thì đủ ở đâu hết rồi. Dính chán nó mới. Rồi đây. Phụ nhảy thêm cây quốc đêm điếu nữa không được rồi, không được rồi. 20 chai gói thuốc đi lỗ luôn hay mệt à, 20 chai gói thuốc là hay mệt à. Em đang mong anh dính con cá bự đi anh. Cái này, cái này không có cá bự.
cá nó gì mình đủ chiên thôi. Các bự chắc không có đâu. Thì này cũng người ta cũng dân lưới cũng lâu rồi, dân hoài nữa. Dạ. Thì dân rảnh qua đây chạy chơi thôi, anh em buồn. Wow, chạy dính con nào bự bự à. Đi tại một con tôi đập đi mau rồi. Trời nhảy ra chậu bó lượng luôn. Ở đây cũng có nhiều người theo dõi dữ. Wow. Chuối này dễ bộ đi chú. Tại vì mấy nó quét đất đó mà anh bị phân. Bự quá trời bự luôn rồi. Bự gì đâu trời, cá như đâu cá. Không nhưng mà lưới này tính ra ngon. Hết xuôi thôi. Tì đờ. Con này nó cũng được rồi. Cũng được, cũng được. Chứ nó bự lắm thì không bự lắm. Nhưng mà mày chạy sữa rất có rồi. Con trắng trắng đó khô lạc đã lắm. Chiên nữa. Súp cà. Chiên súp cà, chiên ấy là thôi khỏi nói luôn. Nhìn là thấy thèm rồi đó con đó. Cái đi đâu có sao đó. Xin thưa anh. Bay sắp được là tướng nè. Cái gì ta? Đó con đó ăn mới ngon đó anh. Cái đối rồi, con này kho tiêu ngon ngon. Con đó kho kho lạc kho gì rồi, bao phát. Kho với me nữa. Cái đó thì đã lắm. Nó gì vậy? Nó trộn. Đấy đó. Anh ba nãy. Con chó hỏi con chó con chó con. Con này đen gì con bắt hết trơn. Rồi, nó ít nó mong. Rồi nè, ngoài bông tập mong rồi. Rồi nè, con này nó quá, dính quá. Có người hâm mộ quay phim luôn đó cô. Wow. Quá. Wow. Cầm gì đâu? Ai cầm tay giùm thôi có gì đâu. Đây cầm đi. Cầm đi con. Cầm đi. Cầm nó dơ của chú được rồi. Cầm đứng dơ là được rồi. Ngốc phải làm cái gì? Nhìn. Đạo diễn. Đổ cái lưới anh ta không phải. Diễn ai cho thích. Theo ta cơ mà. Máy này đó, máy là mấy chục tỷ, ta không có đền nữa. Mấy chục tỷ. Thằng này trội giống công luôn đâu. Đi mất tiêu rồi quay mày ra. Mấy đi tầm khô. Nó quay cỏ rồi nó. Cá bự. Ok. Đó là canh à, chập tròn á, tao lại tao đu với anh nhả lưới chính là chính. Nó là quay con mít đi nữa. Cái kì quay canh tôi đu với. Quay chỗ người ta
nó quay đẹp mau vậy, nó hàng con này vậy. Chứ lên cái là nè, quay tiếp nè, quay tiếp được nè. Ủa thấy không, tại mới quay. Bạn quay vòng vòng, vòng vòng. Quay trọng nè. Này cá bự luôn, ư trời ơi, cái này cái gì ta? Hồi đó giờ không thấy luôn á. Đâu? Cái gì? Ngộ quá ta. Cái gì giống, giống cá mập quá ta. Cá quả tiện. Cá quả tiện. Con mình lại chết luôn. Con mình lại chạy hết dính luôn á. Và... à, làm dính con đĩa cho chú này đem về thôi. Ờ à, đúng rồi đúng. Đĩa lớn lớn này nè. Có không anh? Có hả? Ờ, dạ. Mà đi lặn á. À. Dạ. Trong vườn lặn á. Đâu có con đĩa cho em xin con đĩa ha. Đi theo, đi theo, đi theo. Đâu ơi, mấy nhã người ta nhiều quá. Đi đó. Theo, theo, theo. Xe mảnh quăng trời. Bự quá hai chú. Vậy tương đối ngon lắm đây chú. Công chúng nó quay phim rồi, mở cái quay cái rồi. Khán giả nhiều quá à, bác ơi. Có người trời mà khán giả nhiều quá. Trời 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 trời, nó giận dữ gì? Dính hả? Dính hả? Nhiều lắm. Dính chặt gì vậy? Dính chặt ấy ở dưới hả ta? Cây bự lắm, cây chà. Dạ. Ngâm. Vậy là dính cây bự bự không ạ? Giờ đang đó. Vậy là hơi sâu. Sâu chứ. Đây là khoảng 3 mét không bác? Thì tới rồi. Vậy là tương đối 15 mét á. Sâu lắm. 15 mét rồi bước xuống dưới rồi. Lặn một tới đáy nè. Cây mai rồi điện thoại bao trời. Ta mở giải này nó khủng. Có dân điện thoại đã chứ. Ngâm nước luôn rồi đó. Mày clip clip bao nhiêu tiền à? Dính cái kia ông ba nổi nó hết rồi mà. Cá không có vô mà cái clip ta lên đó. Khán giả đông quá. Khán giả đông quá bác ơi. Bệnh đó con. Con bệnh nè. Sâu lắm. Lên đi. Sâu lắm á. Cá không nhiều chứ còn khán giả nhiều lắm. Sâu lắm á. Ở giữa lưới luôn á. Vậy hả? Ngay cây luôn hả? Chết kẹo. Này xuống mở lưới rồi là xuống. Cái cả lưới đây. Trời ơi. Rồi. Dính nào không? Trời ơi. Giữa này giữa. Giữa đâu, giữa ra rồi còn bên đây đâu chỗ nào. Khán giả đông quá. Cái chạy hết cá luôn mẹ ơi, cạc được. Dính rồi, coi chạy đâu. Dính rồi. Buông ra cái hảo. Buông không? Gà đó. Đó. Dính cây nhiều quá vậy. Dính cái xấu chừng đó. Dính cái xấu nãy giờ nó gượt không chạy quá. Nặng nước chết vậy. Nghe con mẹ mày nhạc cái mệnh chết không sợ được không mà. Miếng mẹ nó xong luôn. Đâu thể có. Nãy tao là cái nhà bên kia đó con. Đấy, chỗ
tắm mày nói mẹ đi. Trời không cá không để đâu, thấy sợ sợ quá. Không biết dính con nào không rồi. Con con á. Đó bán thì tao ơi. Ồ, cá gì đâu? Chạy vô nó chạy không? Chở đường bên còn bên giữa luôn. Tôi học hàng cả nhóc luôn. Học hàng cả nhóc luôn. Cá chốt nữa. Hàng nhóc luôn. Cá chốt cờ hay là cá chốt cầm anh? Chút cờ. Nãy tao, chúng tao quay phim. Người tao đi vô mất màn hình tay rồi. Để một con ô. Hay gì? Cái bự lắm. Trời. Để là cái móc hay gì trời. Trong hang hả anh? Hang. Chạy gần thua rồi. Chúng mò vậy. Khán giả coi đông quá. Trời tưởng đâu con rùa thôi mà. Không phải. Dính không anh? Cua. Ồ, dính cua luôn cả. Cái đất này bên hàng rồi đây. Đúng bên. Ừ. Bên nè. Qua đây nè chú ơi. Nhiều người coi quá. Thận ở đây nè. Thận cho họ tội. Cho họ lột kiến. Cá này gì không có chứ cá lột kiến quá trời. Lột xả. Nướng lột xả. Cá bến lột xả. Vì lạnh quốc thêm chọc nó rồi. Để anh bóp à, cái chốt đó, cái chốt nó mới đã, khô tiêu. Có sao nhờ. Ý mày ơi mực lộn không. Đĩa hôm qua ngồi rửa đầu á, lại dạ. Nó đu bằng ngón tay cái mình. Đĩa. Chỗ nhà có không? Bây giờ nước ngập hết rồi. Ngập hết rồi. Ngập hết rồi. Chết mẹ. Wow. Con có một ấy. Đừng con cá rô phi hai ba con. Mấy con kia thì nhỏ quá. Mấy con bự xử. Mấy con bự thì bé heo nổi mập quá. Hay hả? Viên mập kìa. Mày chú, bỏ nó chú. Tôi chiều được nhiều quá rồi. Quay thằng tài gia. Sao vậy? Bộ bự hả? Bự nổi luôn. Mày. Nó mập quá, nó bơi không nổi. Hả? Hai ba con hả? Hai ba con hả anh ơi? Bắt cái sao bắt con hiếu vô sao rồi? Quá. Tao đâu biết đâu. Mẹ cảm ơn anh. Chị lặng thuốc chạy giúp tôi không? Ừ. Ở giữa thôi à. Tắm được rồi con bệnh mà. Coi ảnh rồi, coi ảnh rồi. Con không con chạy rồi đi. Cái mà nó bự tương con ra thì nuôi ra. Gặt ra nè. Không dám đâu, ảnh nuôi vài bữa rồi, bỏ vô bụng rồi. Tao cầu mong nãy giờ nè. Kiếm con 2kg tao về rồi. Chắc vô học quăng hầm cái vô để còn người ta chí. Cái vô quăng vô một chài một bây giờ không quay cái clip mà mình thích bành mái luôn. Hư luôn. Lưới kéo lằn bạn kia. Vô cái đầu kìa. Quăng lại nó chạy vậy. Nặng quá.
Thôi mình qua bển luôn rồi. Kéo lên. Nó đứt à, nó đứt à. Ờ. Nãy rồi bị cay rồi. Bị cay rồi. Chặt mày đừng con, bị dính trà. Bị cay bị dính trà chứ không dính trà là nhiều lắm anh. Hơi bị mò mấy trà lên hết đi. Ờ. Mày lặng.